ở trong nước. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chuyển sang giai đoạn tổng phản công. Đất nước cần những nhà trí thức tài giỏi để vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Một người thầy thuở đầu đời của ông là giáo sư Nguyễn Văn Huyên, khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục, đã giới thiệu Trần Đức Thảo vào Hội đồng Giáo dục Quốc gia theo sắc lệnh 102 SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 4 tháng 1 năm 1949 cùng với các nhà trí thức tên tuổi khác như Trường Chinh, Trần Văn Dầu, Tạ Quang Biểu, Trần Đại Nghĩa, Đặng Thái Mai, Phạm Huy Thông. Dù lúc đó ông đang ở Pháp và có thể không về nước. Cuối năm 1951, giáo sư Trần Đức Thảo trở về sau 15 năm xa quê hương đất tổ. Trở về thì anh ấy ngồi để chờ đợi cụ Hồ, là rất hết, là đưa băn khoăn hỏi rằng bây giờ là gặp bác Hồ thì không biết ta gọi cụ là cưa cụ hay là vấn đề mà thưa chủ tịch nước hay là thưa, thì không biết thì là bác đương ngồi như thế thì đã thấy bác Hồ đã chạy xuống rồi, là thằng bé Thảo đã đâu rồi, tới đâu, thì bác thấy tan vỡ hết tất cả một cái không khí một nghiêm trang, thì gặp ngay bác Hồ rất là niềm nở và rất yêu quý, thế là bác căn dặn là đây Thảo ở đây mà làm việc là đã tốt. Trần Đức Thảo viết trong hồi ký: về nguyên tắc, tôi khẳng định là đứng hẳn về phía chủ nghĩa Mác. Từ đó, tôi quyết định trở về Việt Nam. Cần phải làm cho cuộc đời ăn nhập với triết học, thực hiện một hành động thực tế là điều đáp trả những kết luận, những lý thuyết của cuốn sách của tôi. Giáo sư Trần Văn Dầu kể lại: tôi gặp anh Trần Đức Thảo hồi kháng chiến chống Pháp ở Việt Bắc. Có điều là trong kháng chiến, đối với một nhà triết học như anh Thảo cũng khó giao việc. Ở chiến khu lúc bấy giờ không có thư viện, không có trường đại học, không có chỗ tập hợp người trí thức. Thời gian về Việt Bắc, làm việc trong văn phòng Tổng Bí thư Trường Chinh, ông đề nghị được nghiên cứu thực tế như thăm các công binh xưởng, trường học kháng chiến và tham gia cải cách ruộng đất. Trong quá trình nghiên cứu, ông đề xuất chú ý nhiều hơn đến khoa học cơ bản và nên thành lập tổ chức nghiên cứu văn sử. Từ đây, chúng ta bắt đầu hình thành ra các nhánh Ban Tuyên huấn Trung ương, Ban Văn sử địa, rồi các ngành khoa học xã hội nhân văn khác trong Ủy ban Khoa học xã hội. Thế thì lúc bây giờ cần phải ra một cái tờ báo để mà ảnh hưởng đến dư luận Pháp, người ta ủng hộ cái vấn đề mà phải có tổng tuyển cử. Trên mới quyết định ra một cái tờ báo đặt tên là Le Việt Nam Democratic, tức là nước Việt Nam Dân Chủ. Thế thì lúc bây giờ trên là chọn anh Trần Đức Thảo làm tổng biên tập, tôi làm thư ký tòa soạn cùng với Lê Văn Chất, anh Phạm Thành Vinh. Ra được một số thì chết. Nó chết là tại vì thế này này, cái ban tòa soạn đó gồm mười mấy người, toàn là những vị bộ trưởng, thứ trưởng với lại các cái vụ trưởng cả. Thành ra không họp được tòa soạn, cứ được ông nói mất tâm kia. Kể cũng lạ, nhà văn hóa Hữu Ngọc, một trong những người thuộc thế hệ vàng cùng với giáo sư Trần Đức Thảo, dường như không có tuổi, am tường nhiều nền văn hóa nhân loại và là công dân của cả một thế giới rộng lớn. Và về văn hóa. Đấy, nội dung cái bài chỉ có thế thôi. Tờ báo Nhân văn ra hàng ngày cùng với tạp chí Giai phẩm ra hàng tháng hình thành nên nhóm Nhân văn Giai phẩm có xu hướng chính trị, đòi tự do dân chủ của một số văn nghệ sĩ và trí thức. Khởi xướng từ đầu năm 1955, nhiều tác phẩm được cho là bôi đen chế độ như Chuyện ngắn, Con ngựa già của Chúa Trịnh, của Phùng Cung hay những câu thơ
nhưng đem bục công an máy móc đặt giữa trái tim người, bắt tình cảm ngược xuôi theo đúng luật đi đường nhà nước của Lê Đạt. Những tác phẩm ấy có thể hoặc không đúng hoặc thái quá, nhưng dẫu sao cũng phản ánh một phần không khí của xã hội lúc bấy giờ. Một số nhà văn, nhà thơ sau này được trao giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Báo Nhân Văn số 3 ra ngày 15 tháng 10 năm 1958 đăng bài của Trần Đức Thảo về nỗ lực phát triển tự do dân chủ. Giáo sư viết, sau khi chúng ta đã đánh bại đế quốc và hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc, chính bệnh quan liêu, bè phái, sùng bái cá nhân là những di tích của chế độ cũ trong tổ chức mới. Đấu tranh chống những căn bệnh ấy là nhiệm vụ của nhân dân và đường lối của Đảng, một trọng tâm công tác để đẩy mạnh công cuộc kiến thiết kinh tế và văn hóa, nhanh chóng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Từ bài viết này, cuộc đời giáo sư đi vào ngã rẽ, không được giảng dạy ở trường đại học mà trở thành cán bộ nghiên cứu. Chúng tôi nói thật là được giáo sư Trần Đức Thảo là một, giáo sư Thiên Tử là hai, giáo sư Nguyễn Mạnh Thường là ba. Ba cụ thì dạy hoàn toàn là với một cái chủ nghĩa nhân đạo, nhân bản là chính. Thành ra chúng tôi là thấm và thấm cái giá trị nhân đạo là cái nhân phẩm của con người. Năm 56 đã có phong trào nhân văn nhân phẩm rồi. Rồi những cái cuộc tranh luận giữa giáo sư Trương Tử và giáo sư Trần Văn Dầu ở ngay giảng đường đại học, chúng tôi là sinh viên cũng đã trực tiếp rồi. Lúc bây giờ ban chỉ đạo chống nhân văn giải phẩm cho ông chú ông Trần Quốc Vượng, hai ông viết một bài lên án ông Trần Đức Thảo. Thì ông Trần Quốc Vượng ông khôn, ông chỉ viết đề cương xong ông quẳng cho ông chú. Ông chú cũng rất khó, bây giờ lên án thầy thế nào được, mà trước kia ông là học trò yêu của cụ Thảo. Thế thành ra cái bài viết của ông chú thì lại không đạt yêu cầu của cái lớp chỉ đạo chỉnh huấn. Thành ra họ cũng không tín nhiệm ông chú nữa. Ông chú cũng tâm sự với tôi như thế này: may tôi mà các ông không tín nhiệm, thành ra mình không để lại một cái vết nhơ với thầy. Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân liệt kê có tới 16 bài phê phán Trần Đức Thảo trong năm 1958. Đồng chí Tố Hữu, phụ trách về văn hóa văn nghệ tuyên huấn tuyên truyền của Đảng, trong cuốn Qua cuộc đấu tranh chống nhóm phá hoại nhân văn giai phẩm trên mặt trận văn nghệ đã cho biết, một làn sóng phẫn nộ của quần chúng đã nói lên đòi nghiêm trị bọn khiêu khích và chính quyền ta đã ra lệnh đóng cửa báo Nhân Văn. Giáo sư Phạm Huy Thông viết bài Một triết gia phản bội chân lý, Trần Đức Thảo, đăng trên báo Nhân Dân ngày 4 tháng 5 năm 1958, phê phán: thật ra, thành tích học thuật của Thảo ở Pháp trước đây, nhìn lại, toàn là những thành tích bất hảo, mất gốc rễ dân tộc. Thảo chỉ say mê với văn hóa Hy La, với triết học duy tâm từ Platon đến Hegel, với những phương pháp suy luận trừu tượng, hình thức. Giáo sư Nguyễn Lân viết trên báo Cứu Quốc ngày 13 tháng 4 năm 1958 về phong trào nhân văn giai phẩm. Họ luôn khoác áo Marxist, luôn luôn nhắc đến những lời nói của Engel, của Lenin, nhưng kỳ thực họ chỉ chờ cơ hội để bẻ queo chủ nghĩa Marx Lenin. Anh Thảo có viết một cái bài về tự do, thì trong đó anh nêu cái câu của Marx nói đấy, tự do của tất cả là bắt đầu từ tự do của mỗi con người. Thì những cái câu đó về sau người ta cũng phê không nắm được cái câu đó, cho nên người ta cũng phê phán anh cái chỗ đó là anh hô hào với sự tự do, mà tự do chống lại tất cả cái chế độ, chống lại này kia, cho nên cái câu đó cũng là viên vào một cái cớ để mà phê phán anh đấy. Nhưng mà thực sự ra cái câu đó là một cái câu của Marx, cái câu này rất đúng. Anh Thảo thì là tư tưởng, nhà viết những cái điều mà anh ấy cần mà nói thôi, chứ anh ấy không quan tâm gì đến họ tổ chức thế nào. Cho nên gán anh ấy vào cái chỗ nhân phẩm, cái đó cũng là không đúng. Giáo sư Vũ Khiêu, cây đại thụ của nền văn hóa Việt Nam, hiện thân của sức lao động sáng tạo và cống hiến. Trong dân tộc thấy thời đại, trong văn hóa thấy tư tưởng, trong văn thấy triết, trong lịch sử thấy bài học nhân văn, trung thực,
nặng tình với bè bạn. Một nhà cách mạng của thế kỷ 20, sống trọn thế kỷ và ghi lại dấu ấn của mình bằng những hành động phi thường là giáo sư Trần Văn Dầu. Giá như thời đó, có một nơi nào làm lịch sử tư tưởng Việt Nam như sau này, thì anh Thảo sẽ đóng góp được nhiều hơn. Nghề của anh là phải nghĩ xa hơn cái thực tế lịch sử trước mắt, giải quyết những vấn đề mang tính lý thuyết gần gũi hơn với số phận con người và hướng xã hội tới một tầm hiểu biết cao hơn. Một thế kỷ đi qua, người mất, người còn, những con người như Trần Đức Thảo, Trần Văn Dầu, Vũ Khiêu, Hữu Ngọc rồi sẽ được tạc trên bảng vàng bia đá như những cột mốc của nền học vấn nước Việt. Điều quan trọng nhất là nhân cách và những ý tưởng sáng tạo của các giáo sư, những người thầy của muôn đời để lại cho lớp người đi sau. Bạn có nhớ là thầy Hà Huy Giáp ủy viên trung ương đảng và bí thư đảng đoàn của dạy chúng ta, nói ở ngay hội trường này bảo dân tộc ta thông minh tuyệt vời đó. Có những người như ông Trần Đức Thảo học cho tí thua liền triển, có nhớ cái câu không? Cái giờ thầy Thảo ấy mà, thì anh nào muốn ra, anh nào đi vào, anh nào gác chân lên ghế, anh nào ngủ, bất chấp thầy không để ý. Thế mà giờ thầy giàu ấy mà, thì thầy chỉ ngay thì chết ngay. Tại vì cái lớp thầy Thảo giảng đấy là không có giáo án và không có bài. Thì chúng ta chia nhau, 5-7 người ngồi đấy, thầy nói là ghi. Anh này ghi sau ngồi chắp lại, anh này thiếu câu này thì chắp lại anh kia. Ghi, năm anh ghi tốc ký rất nhanh. Sau về giáp lại xong, mới đưa cho giáo vụ quay rodeo, mỗi người một bản rodeo đầy đủ cái lời thầy giảng. Thế thầy giảng nói thật là rất khó, khó lắm ấy. Thì lúc đó cái năm thứ nhất ấy, ví dụ thầy nói là thầy tại vì thầy tư duy bằng trừu tượng mà. Ví dụ thầy nói là nói tắt tắt cái tôi không phải do cái tôi quy định, thầy cứ nói cái kiểu như thế mà là rất mệt. Thầy Cao Xuân Huy khi vào giảng thì thầy nói ngay câu đầu tiên là khó lắm đấy. Đúng rồi. Thế nhưng mà sau khi thầy giảng thì hiểu được. Nhưng mà thầy Thảo không nói rằng khó lắm đấy, nhưng mà nghe thầy giảng suốt cả buổi không hiểu gì cả. Và rất nhiều người đã làm một cách là trốn lên trên cái tầng áp nóc này ngủ. Tôi rất là bái phục thầy, và từ cái chỗ bái phục ấy mà tôi rất lại khâm phục cả cái ông chú này, ông Nguyễn Đình Chú này. Này ông vẫn ghi chép được. Ông hiểu, ông ghi được. Ông vẫn ghi được. Không biết là ông ghi, ông hiểu, ông ghi hay là ông cứ ghi như cái máy. Ghi như cái máy cũng đã là giỏi lắm rồi. Thế thì anh Cù Huy Chử không biết anh ấy quan hệ với thầy Thảo như thế nào. Mà anh ấy lấy được rất nhiều tài liệu. Mà cứ mỗi khi anh có cái tài liệu của thầy Thảo thì anh ra anh lại trao đổi với tôi. Thì tôi mới thấy rằng là cái tình hình như vậy, tức là có thể nói rằng là lúc mình học thì mình không thể có được những tài liệu như thế này. Mà tất cả những cái hồ sơ, những cái tài liệu, những cái sử liệu mà về triết học mà anh Cù Huy Chử anh lấy được là tôi thấy anh tích lũy phải nói rằng là rất là phong phú, mà rất là, mà đến sau này khi anh ấy chuẩn bị rời cõi đời này mà anh ấy viết cái bài, cái quyển sách về Trần Đức Thảo, anh ấy giao lại cho tôi thì tôi mới thấy rằng là cái vĩ đại của thầy Thảo. Ngày bấy giờ, những cuộc tranh luận về tư tưởng diễn ra căng thẳng ở các trường đại học. Trong một lần tranh luận, Trần Đức Thảo đã nói với Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên: "Nhà khoa học có thể sai lầm, nhưng đó là sai lầm khoa học chứ không phải sai lầm nhân cách." Lúc ấy là mấy thầy bị kiểm điểm này. Thầy Tường thì chỉ hơn một buổi, thầy Đào Duy Anh chỉ hơn một buổi, thầy Tử hai ngày, thầy Thảo hai ngày. Ở đây thầy đi dạp đi lên và có nói trước mặt cử tọa thế này: "Thưa quý vị, là vừa rồi là ông Trương Tử có gửi thư cho đồng chí Tô Hữu, nhưng đồng chí Tô Hữu không trả lời. Còn ông Trần Đức Thảo có gửi thư cho Thủ tướng, thì Thủ tướng có cái
trả lời qua cái bưu thiếp này. Sẵn gửi anh Thảo, tôi đã nhận được thư anh, mong anh nghĩ lại những điều anh em nói. Chúc anh sức khỏe. Thân ái, Phạm Văn Đồng. Nhưng mà đến khi thầy lên á, coi như lên nhận tội mà, thì tôi thấy là thầy đi lên thì thầy nói là cái lúc tôi viết mấy cái bài đó là tôi có suy nghĩ. Còn bây giờ quý vị bảo là sai thì tôi sẽ nghĩ lại. Chỉ nói như thế thôi, và nhưng mà làm một cái cử chỉ thôi. Thì có thể là cái cử chỉ này tất cả không ai hiểu, riêng tôi hiểu. Thầy có nói là